Xin chào quý bạn và các vị. Nay hội 81 họp lần thứ 2. Tức là cái mà vừa giao lưu à? Hả? Bắt Nam Định lên. Bắt Nam Định lên. Thì à. Tà khứa. Tà khứa. Bắc Ninh tà khứa. Quý quá. Tà khứa. Đấy, nghệ thuật đồ bonsai đây nhá. Đấy, hội đây, hội đây, hội đây rồi. Có tí hoa của hội. Đây là hoa kiếp đây. Đúng rồi. Xuất sắc. Tại nhà bàn Thắng Hà Nam và đến đây lần thứ hai tại Hải Phòng, tại quận Bạn Thành đứng ra tổ chức đăng cai, đúng thay mặt Bạn Thành chúc mắt xin gửi lời chào tới tất cả các bạn và cũng thay mặt cho câu bộ 1981 xin được cảm ơn sự trân trọng lời mời của Bạn Thành đến với thành phố Hoa Phượng Đỏ. Xin tạm tràng vỗ tay ạ. Đang đi tham quan giao lưu các vườn. Chào phu nhân của Văn Giang Lốp nhá. Đi vào đây thôi. Ok em. Bây giờ thì anh em đang về vườn ông Uyển, hay gọi là ông Uyển Ngô ở Hải Phòng. Ông chào đang quá là tuyệt vời. Ui ôi, đẹp tê. Nhà ai mà đẹp tê, cây đẹp, người đẹp, nhà đẹp. Đồ xịn sò chưa? Và xì cổ đây. Đi anh lại té trước à? Tôi bây giờ về đi uống lên. Mạnh về à? Ok. Đi đi. Nào xuống mình uống nước. Ok. Đi ngắm đồ tí. Rồi, đồ xịn quá. Các bạn nhé, mình về trước đây. Ơ, sao lại vào trước lại để về trước à? Ừ. Xin chào bạn. Sao này bỏ anh bạn bè anh em sớm thế? Về bạn nó có mấy cái việc. Tôi còn nhiều việc lắm. Không, là Hưng. Về thế bạn. Đẹp quá. Ô. Anh em nó về không? Con quay cái xem nó cái nào không? Cái nào không? Đây á. Khủng thì bao tiền. Ông mới nổ. Ông này cứ bảo là đẹp ông nổ đi. Ai chuyển cái kia lên nhỉ? Hả? Chứ ở đâu nhỉ? Con này ghê nhỉ? Đẹp quá. Cây đẹp quá nhỉ? Láng con này đẹp. Đâu? Con nào? Gần đấy thế lúc nào cũng nói chuyện gì giờ ông nói nhỏ ông nói vậy nay là phải đọc giá để cho các con nó có cửa nó kiếm. Cửa nó kiếm anh em tạm mốt mà thì nó đắt thì tôi không muốn bán cho mày. Ôi giời, đẹp như này. Tao cũng lấy mày đắt được. Không lấy đắt được thì lấy vừa. Lấy toàn đánh nhẹ. Anh em con cháu nó bây giờ nó chủ tịch. Ông cứ phải cho nó cự. Không, nó phải dẫn dắt cuộc chơi. Nó dẫn dắt cuộc chơi. Bẻ hết răng. Không phải, nó cũng là tại tay nuôi. Ui, con Huyền đẹp thế. Con này cũng chưa đẹp. Em còn xin là đi bạn Nốt. Đâu? Một là con này, hai là con này. Chắc là mình thích con này hơn. Vì đất rồi. Hải Dương chén luôn.
Các bạn có phần nữa nhá. Ừ. Chơi luôn. Các bạn đồng hành thì còn đọc đi. Đọc Trung Hoàng. Đọc giá nổ luôn, chơi luôn đấy bạn. Đang chờ Trung Hoàng. Mẹ đéo này, cứ chủ tịch lôi ra một phang nó chung hết. Ừ. À, cứ lôi chủ tịch trái gì? Cứ lôi chủ tịch là nó ngon luôn rồi. Một là con Huyền, hai là con nhiều đầu này. Chén nhanh vào luôn. Không là hết cơ hội. Đấy, đây là đấy, chỉ có cửa chia sẻ các bạn. Hai con đấy là quá đẹp luôn. Gặp nhau Mạnh đâu rồi? Anh em ơi, con nước ở trên miền nhá. Vâng. Nước đã hơi chát đấy. Nước hơi chát. Ôi, vườn ông Nguyên rồi, quá nhiều đồ xịn. Eo ơi, già thế. Rộng quá, không nhìn rõ. Hình như cây này của bạn Thành. Rất già. Quá hay, mềm nhũn. Rồi, ba thân méo quá. Ba vài người. Đồ nào? Đâu? Đây. Alo. Đồ bạn Thánh nhỉ? Quá đơn giản. Đâu? Đây cái này không, ngày mai à? Ngày mai. Ngày mai. Tí nữa em gọi cho ai cho anh đang bảy. Chờ cái bắt tay của đồng đội. Bạn ngắm khí chưa? Khí chưa? Ngắm gì nhìn chết sờ hẳn sờ chưa? Ngắm. Chết hẳn chưa? Không ạ, ngắm đi. Khả năng là mua được. Anh cụ làm việc gì tôi cái xem nào. Đấy nó bao nhiêu thì bảo nó. Thật. Thế được một số. Đúng 165 triệu, bạn làm việc đi. Ngắm này là nói là để bán, chứ không phải là để gì cả. Bớt cho nó bao nhiêu lại có kỳ. Bớt khoát mua nhanh quá rồi. Cũng phải có bớt chứ bớt không phải nhiều. Còn Mạnh mua thì không để thằng Khoát nó mua. Không bao giờ trên 5 triệu, thế không? Mua đi, mua đi, hợp lý rồi. Lấy giá người ta ưu tiên rồi, bớt để đàn lọc thôi, không bao giờ trên 5 triệu. Sợ à? Làm gì phải sợ? Sợ mình thế thì còn vấn đề gì là riêng bạn Thành thì không phải lăn tăn, bởi vì tôi biết tính bạn Thành rồi. Bạn đi không phải là người kiểu như nó phải đi buôn để kiếm tiền. Bạn chỉ thích chơi thôi. Đồ chơi như này là không còn gì để bàn rồi. Bạn thân mỗi lần thân 50. Được đấy, con đi được. Cút. Này, thế là xong. Hình như bạn anh bạn bảo ba thêm mỗi lần 50. Thôi. Bạn. 165. Còn 150. Nếu mà thực sự mà bạn quý và bạn thích thật sự nên không cần bán cho bạn 100 triệu, không phải nói một câu gì thế không đến là anh cũng nói thôi, còn nếu mà cần thế là chặt sáu thì cũng bán, không phải là không phải giải giải thích gì cả, thì đấy là tôi cũng tại cái nhà cũng tiền nên là hôm nay thôi anh em mình không nói chuyện ông anh ông ấy động viên thì về tôi cố gắng là tôi vay tôi lấy của bạn còn lại thì bạn để tôi ba thân lần đấy tôi cũng động đúng viên đúng 155 triệu không phải lăn tăn về giá không phải lăn tăn về giá bây giờ nhé thằng Thiệp nó bảo bao nhiêu tôi bán còn đấy cho Thiệp tôi nói chạy Thiệp nói 120 không tôi chốt vẫn là bạn đứng ra bạn nói không phải
Tôi nói tôi đứng giữa này, tôi đứng giữa bạn Mạnh này. Tôi nói bạn mình này. Cái bạn cũng được. Dạ hả? Ừ. Nhưng mà tôi thích là anh em mình bảo nhau nghe. Ừ, cái 5 triệu đấy thì mai này tôi về lợi lãi tôi trả cho bạn sau, còn cứ bán cho nó 150 được. Sợ đéo với nó. Sao? Thế thôi. Ok. Tôi cũng định nói cái câu đấy. Đùa đâu, làm hết đấy. Tôi cũng định nói câu đấy nhưng mà nó nói được là thay tôi rồi. Và chúc mừng các bạn. Nó cứ phải là chia sẻ cho nhau. Hơn thiệt đối với lại cuộc sống này nó chả đáng bao nhiêu. Thôi tôi chúc mừng hai bạn. Cuộc chơi là như thế nhá. Chúc mừng các bạn. Ok. Về xong tôi thôi hết tiền rồi. Không nói rồi, mẹ có tiền chơi nó phải sòng phẳng đấy. Ôi con này thì quá đẹp luôn. Đẹp rồi bạn Mạnh ơi. Thành công thế được rồi. Thành công rồi. Mẹ lúc nào bạn không thích cưới tôi là xong. Thế, hoặc là không đủ tiền ưới tôi chung nữa. Ui hay quá. Ê, bạn yên tâm đi. Yên tâm nhá. Yên tâm luôn không phải lo. Phù du, hai thằng cu là tất cả. Tôi bảo rồi mà. Cứ hai bạn bảo thôi bảo mình chạm hôm nay bán 120 tôi bán đi nếu. Lỗ tôi bán. Không. Khổ nó. Quan điểm là không để cho bạn mình phải thiệt. Chứ là hôm nay để cho bạn anh bạn đương ngại với anh 81. Bạn là hộ trưởng. Tôi hy sinh được chỉ vì là bạn anh đỡ ngại thôi. Nếu mà hội trưởng mà nói mình không nghe thì vứt đi nhiều anh nhỉ. Oai đấy, cảm ơn bạn đi. Cảm ơn bạn đi. Cảm ơn. Nói nhá, nợ gì nó còn trả được cái nợ tình. Nợ tình nợ nghĩa. Nợ những câu nói hay nợ những giá trị cuộc đời. Tôi nói bạn cả đời không hiểu được hết giá trị đâu. Quá là vui. Thế là được rồi. Cảm ơn, tôi ghi nhận cái tinh thần của bạn. Ok. Và cảm ơn nhau ở những cái mà góc cạnh của tất cả mọi người. Thôi anh em mình tình cảm là chính mà. Đâu? Chén rồi. Mày à? Đâu rồi, Long rồi. Lộc à? Cái nào? Cái này á? Cái này chứ. Cái này chứ. Thế này. Ông cân phát cho anh em. Không. Cái này anh em mua chung. Không, cái gì mình nói bán là mình bán, cái gì không bán là thôi. À, tức là ông đang nhau ông thích thì ông không, bán không. Ít mình đừng mình này, cái mộng của mình nó khác, tự nhiên nói ra thì anh em mới đặt cược. Đúng lại là bây giờ mình chưa giao lưu thì thôi, không nói gì với tiền đáo nữa. Thì anh em mà không bao giờ ai. Con này nó xuất phát từ đâu ở cột? Các cụ bảo là lấy ít tiền thôi. Con này nó xuất phát từ đâu đấy? Từ đâu đâu như nào? Này về tay bạn nào rồi? Đâu giờ mạnh mới nè. Mạnh mới thằng Yếp Phú bắt tay. Okay. Lại bắt tay lại được nữa. Rồi. Hai thằng này bán với nhau. Bán với nhau được không ạ? Thôi anh này là đầu nữa. Thế chứng tỏ là đồ của ông nó quý. Tóm lại là bán được bao nhiêu đây? Tôi cũng để như đúng như giá ông nói. 150 nha. Không, đâu, cái... tôi để cho bạn có 150 thôi. Thì bây giờ tôi về thì 155 rồi. 155 thì tôi đang hỏi là bố là bạn đúng như bạn nói thì như thế là bạn được 5 triệu, thế là chúc mừng rồi. Lại bố đúng như thế là. Đây ba, đây ba. Xong rồi, xong rồi. Đưa bạn Mạnh đưa cho bạn Thành luôn đi, không cần làm gì. À, tranh chuyển khoản rồi. Xong rồi. Nói chung là giá cái này là hợp lý. Hợp lý, hợp lý. Hợp lý không trưởng ngôi. Đấy, nó có cái ý kiến cái câu. Được một người bán được. Người bán thì trưởng ngôi cầm tiền này mà không mua lỗi lắm. Cái bạn mà nó nguyện còn quá là nhiều cây này anh em đi giao lưu, nhưng mà là một cái điểm đến rất là lý tưởng. Anh em mà quý vị mà có điều kiện thì về ông Nguyễn chơi nha, còn quá nhiều đồ chơi anh em sưu tầm.